bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn công việc làm này là giới thiệu công việc tưới rau các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ tưới rau các bạn nhé. Đang lấy nước rồi các bạn. Tưới rau ta phải lấy nước các bạn nhé. Hòa phân là các bạn nhé, hòa phân ra với tưới được các bạn. Đây, giờ tôi sẽ hòa phân các bạn, tưới bằng phân các bạn nhé. Hòa phân này các bạn ạ.
tưới các bạn nhé. Dạ, ta đang tưới rau rồi đó.
hòa phần này các bạn nhé. Thank you.
Hãy
ăn tí ra rồi nhỉ.
Hãy
đang tưới với các bạn nhé. Và đang tưới rau đó các bạn nhé.
Video của chúng tôi đến đây để kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau.